Xin kính chào toàn thể quý vị bà con cộng đồng thành phố Kera. Xin kính chào toàn thể các vị đại biểu. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Mai Ca, đến từ thành phố Plauen. Tôi là nhà quản lý của cái cô ca sĩ đã đoạt giải thần tượng âm nhạc Phúc Lan Idol 2012 được tổ chức tại thành phố Plauen tuần vừa qua. Vâng, tuần vừa qua Xuân Nhâm Thìn được tổ chức tại thành phố Plauen cũng là dịp tổ chức cuộc thi vòng chung kết thần tượng âm nhạc Phúc Lan Idol. Và cái cô ca sĩ này của chúng tôi mới nổi danh, rất nhút nhát, cho nên lúc nào cũng cần có người quản lý đi kèm. Và bây giờ xin quý vị thành phố Kera một tràng pháo tay để đón chào cô ca sĩ của chúng tôi. Gái ấy ra đây. Ra đây nhanh lên. Chúng tôi đoạt giải quán quân Phúc Lan Idol, tên là Lưu Thị Văn Gái. Cô gái này đã đoạt giải quán quân với phần bình chọn số phiếu cao nhất của quý vị khán giả, được rất nhiều người hâm mộ. Và trong cái vòng chung kết tuần vừa qua, cô đấy đã có tiết lộ cho khán giả biết là cô gái này có một chàng trai ở thành phố Kera. Và bây giờ, nào, xin mọi gái hãy giới thiệu người yêu của mình cho tất cả khán giả cùng biết nào. Mình thì hơi xấu hổ. Chàng trai đấy tên là gì nhở? Cái anh... Bình tĩnh. Cái anh lùn lùn kia kìa. Anh đấy tên là gì? Anh Đức. À, anh Đức. Anh lùn lùn. Người yêu tên là Đức. Đây là người yêu của mình nhé. Giờ xuống đi, không vợ nó lại biết. Nó lại xuống đi. Vâng, bây giờ là gái của chúng tôi đã là người của công chúng rồi, không thể yêu đương bừa bãi được nữa. Và thế nào mà lại chọn được cái bạn chàng trai này, vừa đẹp trai vừa cao to? Nói thật với Việt Anh mấy cả ấy, mình thì ở Kera nhiều lắm. Có cả cái anh quay camera, anh cũng thích mình này. Thế rồi là cái anh làm nhạc thì anh cũng thích. Rồi từ từ đã, gái ơi. Ban nãy Mai Ca ở dưới nhìn thấy, ngoài anh Đức đẹp trai ra còn có một anh tên là Đoàn Việt Anh, cũng Mai Ca cũng rất thích. Nếu có dịp thì gái hãy giới thiệu cho Mai Ca nhé. Nhưng mà anh Đoàn anh bụng to lắm. Xenophon. Không thích cái anh ấy bụng to. Mình không thích đâu. Không thích đâu. Vâng, có anh Đức đẹp trai là đủ rồi. Và cô ca sĩ này của chúng tôi là một người rất yểu điệu, rất thích ca hát. Cho nên là đoạt giải quán quân cũng không có điều gì đáng ngại, không có điều gì đáng ngạc nhiên. Và cô ca sĩ này còn rất thích làm đẹp. Và xin bạn quay một vòng cho khán giả xem hình dáng của mình. Đẹp quá phải không ạ? Vâng, để trước khi bước vào hát tặng khán giả một bài hát thì cô ca sĩ này sẽ bật mí cho khán giả biết là hôm nay nhà thiết kế trang phục nào đã tư vấn cho bạn bộ thời trang này, tại vì chúng tôi thấy nó rất ấn tượng phải không ạ? Mình nói thật nhé, chỗ này thì đông người mà lại có cả vợ của các anh ấy cũng đi, cho nên mình nói thì nó cũng chỉ sợ các anh ấy rồi các anh lại mắng. Thế nhưng mà thôi, tới đây thì mình cứ nói thật nhé. Cái này này, cái váy này thì là anh Đức anh lấy trộm của vợ, anh mang đi cho mình. Thế còn cái này, xấu hổ chết đi. Cái này thì là của vợ anh Minh Đông, anh ấy cũng lấy trộm. Của vợ anh Minh Đông. Thế còn cái đôi giày này thì... Cái anh quay camera kia kìa. Anh quay camera. Anh Phương quay camera tài trợ. Anh cũng lại lấy của vợ, toàn lấy trộm của vợ cho mình thôi. Đấy. Nhưng mà Mai Ca thấy cái này hình như là hôm nay nó hơi nhỏ so với tuần trước phải không ạ? Thì bởi vì của vợ anh Minh Đông mà. Của vợ anh Minh Đông á, cho nên nó nhỏ hơn. Tuần trước là của nhà Trường Phương. Nhà Trường Phương của chúng tôi to hơn, tròn hơn ạ. Thế còn cái bộ tóc này?
bộ tóc này thì lại của cái vợ của cái anh làm nhạc cái kìa. Của vợ của anh làm nhạc, anh làm nhạc tên là gì ạ? Không nói đâu, nói vâng, rồi. Rất nhiều nhà thiết kế đã đầu tư bộ trang phục này cho Lưu Thị Vân gái của chúng tôi. Và nhà, hai nhà quản lý này và cái cô ca sĩ này của chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời mời của từ nhiều hội đoàn khác nhau. Đấy, đây. Rất yêu cậu. Yeah, cảm ơn. Anh này, anh này bảo là tớ rất yêu cậu. Được rồi, vẫn xinh lắm, vẫn xinh lắm, không vấn đề gì hết. Vẫn xinh. Cảm ơn. Khán giả nhìn thấy em đẹp quá. Ôi giời ơi. Cô xinh quá. Đây, Mai Ca chỉ sợ là cháu bé cháu khóc vì cô này xinh quá thôi. Nhưng mà không sao cả, cháu không khóc. Rồi, thế bây giờ mình hát nhé. Hát chưa? Bạn đã sẵn sàng chưa? Hát nhé. Để hỏi khán giả đã đồng ý chưa nhá. Hello Kira, vô giai thia. Mình hát nhé. Giai thia nocta. Und yes, and applaus für unsere. Ồ, cảm ơn. Được một vé sổ số được tặng. Chưa hát đã được tặng sổ số rồi. Và bây giờ xin hãy tặng chúng tôi một bài hát thật đặc sắc của bạn nhé. Dạ. Xin Việt, mời Việt Anh cầm hộ mình nhé. Khéo mất cái túi này nhé. Ok, xin cả mời. Cả cái sổ số này khéo không mất. Và chúc bạn thành công trong phần biểu diễn hôm nay nhé. Yeah. Mùa diễn. Xin một tràng pháo tay cho Lưu Thị Văn Gái. Tiếng chảy khua cong cong cong. Nhầm rồi. Nhầm. Không đúng. Lại nhầm. Lại vẫn không đúng. Lần nhớ anh nhiều, mong được ở bên người yêu.
cảm ơn nhiều.